À Chúa, con hân hoan dâng Chúa cuộc đời. Bao nhiêu năm chờ đợi, giờ Chúa yêu thương trọn gọi con. Con say sưa đoán hứa cùng Ngài, trọn đời con treo Chúa miệt mài, đang trọn niềm tin yêu Ngài mà. Chúa thân nhiều, bôi thiên ân tuyệt vời, dìu bước chân con gần bàn tay. Con vui say trong gió dịu dàng, hoa đời ca hoan chúc nhịp nhàng, để trọn đời tri ân Ngài trang. Chứng loan báo tin mừng, xin cho con đức tin vững vàng để chiều ngời vinh quang nước trời. Kính chào cha sơ, kính chào quý bà và anh chị em. Thân lễ hôm nay chúng ta dâng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây: Giuse Nguyễn Văn Tăng, Maria mới qua đời, chị của bác Rím, Phêrô Lê Văn Huy và Phêrô Lê Văn Đức, các linh hồn thân nhân của gia đình Francisco Xavier, Lý Văn Ca và các linh hồn mồ côi. Nhân dân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Hôm nay thứ sáu đầu tháng, chúng ta lại tụ tập nơi đây để cùng dâng thánh lễ đặc biệt có nghi thức sức giàu thánh. Chúng ta mang tâm trạng đau buồn về thể xác như tâm linh qua thánh lễ, qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa và qua sự sức giàu này, xin Ngài hãy làm thuyên giảm tất cả những tư tưởng, những bệnh tật trong tâm trí của chúng ta cũng như trong thể xác của chúng ta. Và đồng thời, đó là những cái thánh giá mà chúng ta phải vác. Và Chúa Giêsu trong bài phước âm ngày hôm nay, Ngài nói: ai muốn theo ta, hãy bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo ta. Với cái sự quyết tâm đó, chúng ta hãy vác thánh giá, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng vững tin là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đặc biệt, chúng ta phải kết hợp với thánh giá của mỗi người. Với tâm tình đó bước vào thánh lễ, xin Ngài hãy thánh hóa và tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ tối hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha
tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng yêu thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách Tiên tri Na-khum. Kìa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giu-đa, hãy mừng các ngày lễ trọng của ngươi. Hãy thi hành lời ngươi khấn nguyện. Vì Ba-li-eo từ nay sẽ không còn đi qua đất ngươi. Nó đã bị hoàn toàn tận diệt. Vì Chúa sẽ trồng lại cây nho Gia-cóp, cũng như cây nho Israel. Bởi quân phá phách đã tàn phá chúng và đã bẻ cành chúng, khốn cho thành khát máu, tràn đầy gian dối, hung bạo. Người ta không ngừng cướp phá ngươi. Hãy nghe tiếng roi quất, tiếng bánh xe lăn, ngựa hí, xe phóng nhanh. Quân kỵ binh xông đến, gươm lấp lánh, giáo sáng ngời. Nhiều người bị giết, tàn phá nặng nề, xác chết vô vàn, ngã quỵ trên nhau. Ta sẽ vứt đồ ô uế trên mình ngươi, làm nhục ngươi, bêu xấu ngươi. Lúc bấy giờ, hễ ai thấy ngươi cũng ngoảnh mặt mà nói: Ninive thật tiêu điều, ai thương được ngươi? Tìm đâu ra người an ủi ngươi? Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin kính mời cộng đoàn đọc câu đáp. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Ngày hủy diệt đã gần rồi và kỳ hẹn lại trong đêm. Chúa sẽ phán xét dân người và xót thương kẻ làm tội Chúa. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Các ngươi hãy xem, có một mình ta và ngoài ta không có Chúa nào khác. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Ta sẽ đánh đập và sẽ chữa lành. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Nếu ta mài sáng gươm ta như chớp và nắm giữ phán quyết trong tay ta, ta sẽ trả oán những kẻ thù nghịch, sẽ trả thù những kẻ ghen ghét ta. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình và bác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống.
Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bây giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thật thầy bảo các con, trong những kẻ đang đứng đây có người sẽ không nếm được sự chết trước khi xem thấy con người đến trong nước người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, thoạt nghe chúng ta nghe bài phúc âm ngày hôm nay, chúng ta cảm thấy có sự mâu thuẫn. Ai muốn theo Thầy thì bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo Thầy. Chúa Giêsu đặt điều kiện là nếu ai muốn theo Thầy thì bỏ tất cả, và nếu mà chúng ta không bỏ thì chúng ta không theo. Cái sự mâu thuẫn đây nó làm cho người ta cảm thấy ái ngại. Và khi mà chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy nó có sự gánh nặng trên tâm hồn chúng ta, trên đôi vai của chúng ta, và làm cho chúng ta mệt mỏi. Nhưng khi mà chúng ta đọc kỹ, chúng ta mới cảm thấy được cái tự do trong đây. Tự do đích thực là chúng ta tự nguyện vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu. Đó là theo cái sự cách nghĩa và ý tưởng của Kinh Thánh đã hướng cho chúng ta có cái sự tự do đó, và làm cho chúng ta cảm thấy được an tâm hơn. Đó là cái điều kiện thứ nhất, là chúng ta được tự do. Cái điều kiện thứ hai là chúng ta vác thập giá mỗi ngày, là chưa toàn sứ mạng của mình mà theo Chúa Giêsu. Sứ mạng của mình là gì? Sứ mạng của mình là khi chúng ta được rửa tội, là chúng ta phải tuyên xưng đức tin chúng ta là có một Thiên Chúa, là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa ba ngôi, chỉ có một giáo hội, một đức tin và một phép sự. Đó là sứ mạng, và đó là cái nền căn bản nhất mà thập giá chúng ta vác mỗi ngày. Và cái thập giá đây để làm cho chúng ta cảm thấy có sự ý nghĩa cuộc sống này, nó có sự nhắm tới mục đích cuối cùng, đó là nước Thiên Chúa. Nếu mà chúng ta không vác thập giá, chúng ta sẽ không nếm được nước Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã nói trong bài hôm nay. Khi mà chúng ta vác và chúng ta có sự hy sinh tự do đích thực và cảm nghiệm được điều đó, chúng ta sẽ nhìn thấy là nước Thiên Chúa đang ngự trị trong tâm hồn chúng ta, trên thập giá của chúng ta và trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cái điều căn bản nhất mà mỗi người Kỳ Tư Hữu chúng ta phải quyết tâm và nhìn nhận điều đó. Khi mà chúng ta vác thập giá, đôi khi cảm thấy rất mệt và rất là gánh nặng, và chúng ta có cái cơ hội hoặc chúng ta hay nhìn thập giá người khác. Tại sao cái người đó họ sống an nhàn quá, họ có nhiều tiền của, họ giàu sang, ăn mặc đẹp đẽ, nhà lầu xa hơi, họ cũng giống tôi, mà tại sao thánh giá của tôi, thập giá của tôi quá nặng? Tôi làm lụng tất cả mọi ngày và thời gian của tôi dành cho công việc mà tôi không có đủ làm để mà có điều kiện như cái người đó. Và thập giá đó là thập giá so sánh. Và thập giá so sánh như vậy, chúng ta mới thấy rằng con người chúng ta muốn đặt đẻ Thiên Chúa, là Chúa ban cho con được như người đó, và mình đặt Thiên Chúa vào trong hoàn cảnh của mình, và Thiên Chúa phải ban cho mình cái điều đó. Thập giá so sánh và đưa đến cái thập giá ghen tị, ghen ghét, và chúng ta có đôi khi chúng ta cảm thấy nóng giận trong đó, và nóng giận chính bản thân mình, tại sao con sanh ra cũng như vậy,
Người ta cũng sanh ra trên thế gian này mà họ sung sướng ăn mặc ngồi ăn trên ngồi chốc, mà tại sao con phải làm lụng cắm đầu cắm cổ làm mà không có đủ ăn? Thiên Chúa tạo dựng chúng ta trên vũ trụ này và đặt để chúng ta làm Chúa toàn cái thập giá chúng ta hàng ngày và sứ mạng loan báo tin mừng trong cái khía cạnh của con người này. Để từ đó chúng ta mới nhận thấy rằng Thiên Chúa luôn đồng hành cùng với chúng ta, Ngài cùng vác thập giá với chúng ta, Ngài cùng chia sẻ với thập giá chúng ta, và chúng ta không có sự ganh tị, ghen ghét hay nóng giận với người khác. Đó là điều căn bản nhất mà mỗi người cái thế giới chúng ta phải suy nghĩ và phải thực hiện. Đó là đức tin, một phép sửa, một đức mến là như vậy. Rồi, khi mà chúng ta thấy vui, hạnh, chúng ta có cảm ơn Thiên Chúa không? Lạy Chúa, hôm nay con bác thập giá, con cảm thấy sung sướng quá. Con giàu sang, con có tiền bạc, con cảm thấy sung sướng, chúng ta có cảm ơn không? Hay là chúng ta quên? Đó là cái thập giá hơi lãng quên. Lãng quên là chúng ta đang vác thập giá và chúng ta lãng quên Thiên Chúa. Và cái thập giá lãng quên đó dần dần nó sẽ dẫn chúng ta đi đến một con đường là chúng ta tự mãn. Và cái thập giá tự mãn đó làm chúng ta xa Chúa và chúng ta ở trên những người khác. Mình không phải phục vụ cho người khác mà người ta phải phục vụ cho mình. Đó là điều căn bản và chúng ta suy nghĩ tận căn nhất của một Kitô hữu. Nhìn lại cuộc đời chúng ta, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu sự khó khăn trong cuộc đời, bao nhiêu làm lụng và đã làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thì những giây phút mà chúng ta lắng đầu, chúng ta nhìn lại con người chúng ta và thập giá chặng đường đối tiếp chặng đường nhau, chúng ta có nhìn thấy Thiên Chúa cùng vác với chúng ta hay không? Nếu mà chúng ta nhìn thấy điều đó, chúng ta mới cảm thấy là cái sự ngọt ngào mà chúng ta đang vác thập giá của mình mà bước theo Chúa Giêsu, hãy bỏ tất cả những con người cũ của mình để vác thập giá để trở nên con người mới. Thì như vậy chúng ta mới nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu đang cùng vác với mình và làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, thập giá hy sinh, thập giá chấp nhận và thập giá lòng mến đó. Hôm nay thánh lễ thứ sáu đầu tháng, khi mà chúng ta tụ tập nơi đây, chúng ta hãy mang tất cả những sự lo buồn, lo âu trong cuộc sống chúng ta, bận tật chúng ta, hay là những gì mà chúng ta không cảm thấy hạnh, đó là những thập giá mà Thiên Chúa nói muốn theo ta. Hãy từ bỏ tất cả chính mình, không phải từ bỏ cái sự nhàn nhã, từ bỏ những sự ghen tị chấp nhận và chấp nhận cái thánh giá thập giá đó là một phần cuộc đời của mình, và cùng dâng lên Chúa và Ngài sẽ đồng hành với chúng ta. Và từ đó tất cả những bệnh tật trong tâm hồn chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, hay là trong tâm trí đời sống tâm linh chúng ta, tâm thần chúng ta bị bệnh tật, chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa. Và cái thập giá nó sẽ nối kết với chúng ta trong cuộc đời, trong tín sự sống hàng ngày chúng ta. Và chúng ta sẽ nhìn đó là một hồng ân, một kết quả của chặng đường hy sinh mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta, là sứ mạng vác thập giá để làm chứng tin mừng về Chúa Giêsu phục sinh. Trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều thập giá buồn, thập giá hạnh phúc, thập giá ganh tị, thập giá sung sướng, thập giá nóng giận. Tất cả những điều đó đều là đang trên đôi vai của mỗi người chúng ta. Xin Chúa hãy cất nhắc và nâng đỡ chúng ta để chúng ta có sức mạnh để vượt qua những cái điều đó trong cuộc đời. Từ đó chúng tôi cảm thấy cái sự ngọt ngào của thập giá mà chúng ta vác theo Chúa Giêsu. Amen.
Xin mời chúng ta đứng lên và con xin cha Sơn đặt tay trên các tín hữu trong cộng đoàn. Lạy Thiên Chúa toàn năng, qua việc sức giàu thánh này, xin Ngài hãy đổ luôn hồng ân của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Chúa Thánh Thần và làm thuyên giảm tất cả những tâm tư của chúng con, những sự bực dọc, những bệnh tật trong thể xác cũng như tâm hồn. Xin Ngài hãy thánh hóa và trở nên cho chúng con một đường hy vọng, đó là chúng con luôn luôn hứng được niềm vui trong cuộc đời của chúng con, trong sự bác thập giá của chúng con hàng ngày mà theo Chúa.
Lạy Chúa là Chúa tại trời đất, chúc mừng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của thiên linh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người đạo bên các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các Ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con Ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy và Đức Giám mục Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là những người mà chúng con cầu nguyện trong ngày hôm nay, những người đã Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa của thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, và cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse 700 năm, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa kêu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đã thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cứ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô bề năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến đời có Chúa em trôi Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời ngày tháng thêm trôi yêu thương như nước suối dòng mặn nồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con còn gì như ân tình Chúa dẫn dìu con bước trong đời từng nhịp chân yêu thương từng nhịp chân ơn Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến đời có Chúa em trôi Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời.
trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung tiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Ông ơn Chúa trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục trở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Con xin mời cha sân ban phép lành cho cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Ơn Chúa. Cảm ơn cha sân, cảm ơn quý bà và anh chị em, chúc mọi người một đêm bình an. Cảm ơn hai cha. Chính Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Này chính Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài, sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù. Tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Này chính Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Này chính Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài, sai tôi đi. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chết.